Công ty cổ phần tập đoàn hợp tác Việt Nhật, tổng kho Mỹ Thanh. Địa chỉ C3 xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ nhận tư vấn, thiết kế và thi công chống thấm các công trình xây dựng và cũng là đơn vị độc quyền chuyên cung cấp loại sơn Anika, hãng sơn cao cấp của công nghệ Nhật Bản. Đây là dòng sản phẩm sơn kinh tế được sản xuất dựa trên công nghệ Nhật phù hợp với khí hậu Việt Nam. Dòng sản phẩm cao cấp đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với chất lượng cao đảm bảo yêu cầu về độ bền và an toàn với sức khỏe người sử dụng và cung cấp các dịch vụ làm nhà trọn gói, chìa khóa trao tay. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ như taxi, nhà hàng ăn uống, cà phê, karaoke giải trí với phong cách phục vụ nhiệt tình, chu đáo và chuyên nghiệp. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty Tổng kho Mỹ Thanh vui lòng liên hệ trực tiếp với Tổng kho Mỹ Thanh qua số điện thoại 0967-611-866 hoặc 083-698-1983. Xin chân thành cảm ơn. Công ty cổ phần tập đoàn hợp tác Việt Nhật, tổng kho Mỹ Thanh. Địa chỉ C3 xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ nhận tư vấn, thiết kế và thi công chống thấm các công trình xây dựng và cũng là đơn vị độc quyền chuyên cung cấp loại sơn Anika, hãng sơn cao cấp của công nghệ Nhật Bản. Đây là dòng sản phẩm sơn kinh tế được sản xuất dựa trên công nghệ Nhật phù hợp với khí hậu Việt Nam. Dòng sản phẩm cao cấp đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với chất lượng cao đảm bảo yêu cầu về độ bền và an toàn với sức khỏe người sử dụng và cung cấp các dịch vụ làm nhà trọn gói, chìa khóa trao tay. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ như taxi, nhà hàng ăn uống, cà phê, karaoke giải trí với phong cách phục vụ nhiệt tình, chu đáo và chuyên nghiệp. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty Tổng kho Mỹ Thanh vui lòng liên hệ trực tiếp với Tổng kho Mỹ Thanh qua số điện thoại 0967-611-866 hoặc 083-698-1983. Xin chân thành cảm ơn.